Chúng tôi chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trinh trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Mùng 2 tháng 9 năm 1945 là ngày ghi dấu sự kiện vô cùng trọng đại đối với lịch sử đất nước và dân tộc Việt Nam. Đó là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Những lời tuyên bố của Người như ngọn lửa thiêng, thắp sáng niềm tin và hy vọng cho toàn thể dân tộc, khẳng định quyền tự do và độc lập của đất nước. Khoảnh khắc lịch sử ấy là niềm tự hào, hạnh phúc của đồng bào các dân tộc Việt Nam, là lời hứa kiên trung giữ nước mãi vang vọng cùng non sông gấm vóc Việt. Gần 8 thập kỷ kể từ mùa thu năm đó, đất nước ta đã có nhiều đổi thay, đời sống nhân dân được cải thiện ngày càng rõ rệt, quốc phòng an ninh được giữ vững, vị thế trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Tinh thần bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vẫn luôn sống mãi trong lòng các thế hệ người Việt, không chỉ bởi giá trị lịch sử, pháp lý, mà còn bởi giá trị nhân văn cao cả về quyền con người, quyền của dân tộc được sống trong độc lập, tự do, như lời của Người vang vọng trong thời khắc đọc bản tuyên ngôn độc lập cách đây 79 năm.